Đoàn lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng do Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng. Thay mặt Công an thành phố, Phó Giám đốc Công an thành phố gửi lời chúc mừng đến Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân các bộ tộc Lào nói chung, lãnh đạo cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự quán, sinh viên, nhân dân Lào đang sinh sống, học tập, công tác tại Đà Nẵng nói riêng nhân sự kiện trọng đại này. Thời gian qua, Công an thành phố và Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng đã thường xuyên giữ mối quan hệ gắn bó khăng khít, kịp thời thông tin mọi tình hình liên quan đến an ninh trật tự để đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân và sinh viên Lào được học tập sinh sống tại Đà Nẵng. Công an thành phố sẵn sàng hỗ trợ cho Tổng lãnh sự quán Lào trên tất cả các mặt an ninh an toàn, mong muốn thời gian tới, cả hai đơn vị tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm phát huy mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống tốt đẹp sẵn có giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Lào ngày càng bền vững.